tên thanh niên làm theo lời bác không có việc gì khó chỉ sợ lòng thân bền đã núi và lớp biển quyết chí cùng làm nên Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giữa thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa với thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đến năm 2025. Thường trực thị ủy, ban chỉ đạo công tác tôn giáo thị xã tổ chức hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp thị xã và công tác tôn giáo thị xã quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2024. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hải Yến tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 25, nhiệm kỳ 2024-2029. Đoàn phường Mai Lâm tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới đợt 1 năm 2024 và tọa đàm kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 25 tháng 3 tại thị xã Nghi Sơn, Ban Thường vụ thị ủy Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa và Ban Thường vụ thị ủy Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giữa thị xã Nghi Sơn và thị xã Hoàng Mai đến năm 2025 tham dự có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Về phía thị xã Hoàng Mai có đồng chí Lê Trường Giang, Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã, đồng chí Đàm Hữu Hồng, Phó Bí thư Thường trực thị ủy, đồng chí Nguyễn Hữu An, Phó Bí thư thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã và các đồng chí trong Ban Thường vụ thị ủy, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể thị xã. Về phía thị xã Nghi Sơn có đồng chí Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã, đồng chí Trương Bá Duyên, phó bí thư thường trực thị ủy, đồng chí Nguyễn Thế Anh, phó bí thư thị ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã, các đồng chí trong ban thường vụ thị ủy, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể thị xã. Tại lễ ký kết, đồng chí Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã Nghi Sơn và đồng chí Lê Trường Giang, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã Hoàng Mai đã phát biểu trao đổi những nét cơ bản về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của hai địa phương. Tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Thế Anh, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã đã báo cáo dự thảo thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị giữa thị xã Nghi Sơn và thị xã Hoàng Mai đến năm 2025. Theo đó hai địa phương hợp tác phát triển toàn diện về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, phát huy lợi thế của từng địa phương, đúng chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An về phát triển kinh tế thu hút đầu tư, phối hợp trao đổi kinh nghiệm, đóng góp ý kiến trong quá trình hai địa phương lập các quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo quy hoạch chung, hợp tác liên kết giới thiệu tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư của hai địa phương, tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của hai tỉnh thu hút các dự án vào khu kinh tế Nghi Sơn, khu công nghiệp Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2, Đông Hồi. Trên lĩnh vực nông nghiệp, thương mại dịch vụ, tiêu thụ công nghiệp, làng nghề, hợp tác trong việc phối hợp bảo vệ tài nguyên biển nguồn lợi thủy hải sản bảo vệ môi trường biển hợp tác trong liên kết tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp hợp tác hỗ trợ trong quản lý bảo vệ rừng nhất là phòng cháy chữa cháy rừng đối với vùng giáp danh giữa hai địa phương hợp tác thu hút đầu tư phát triển ngành thương mại dịch vụ phù hợp với quy hoạch và lợi thế của mỗi địa phương về văn hóa xã hội tăng cường hỗ trợ trao đổi kinh nghiệm trong quản lý hợp tác thể dục thể thao giữa hai địa phương tích cực phối hợp thực hiện tốt chương trình hợp tác liên kết phát triển du lịch giữa thị xã Nghi Sơn và thị xã Hoàng Mai. Về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, tạo điều kiện để các cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội của hai thị xã, trao đổi thông tin kinh nghiệm công tác, trọng tâm là trao đổi thông tin kinh nghiệm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, quản lý truyền thông, báo chí, cổng thông tin điện tử, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác kiểm tra, giám sát. Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Bùi Thanh An, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Hai thị xã trẻ đều xác định là cực tăng trưởng của hai tỉnh. Với nhận thức về đồng hành phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, hai thị xã đều đóng vai trò rất lớn trong hai khu kinh tế lớn nhất của hai tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị trong thời gian tới, hai địa phương cần tập trung phối hợp học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về phát triển hạ tầng, cảng biển, khu kinh tế và logistics trong thu hút đầu tư, nhất là các dự án lớn, giải quyết các vấn đề trong quá trình phát triển, về kinh nghiệm sát nhập và thực hiện mô hình chính quyền đô thị, trao đổi về phát triển du lịch, làng nghề và kinh tế biển, về nguồn lực lao động và cung ứng lao động cho các khu công nghiệp trên địa bàn hai địa phương. Bên cạnh đó, chú trọng thực hiện tốt công tác bảo vệ tài nguyên môi trường và an ninh trật tự trên địa bàn, từ đó xây dựng hai thị xã ngày một phát triển, xứng đáng là hai cực tăng trưởng của hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, đánh giá cao việc Ban Thường vụ thị ủy Nghi Sơn và Ban Thường vụ thị ủy Hoàng Mai đã chủ động tích cực phối hợp, chuẩn bị và tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giữa hai địa phương đến năm 2025. Để thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa hai thị xã được triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần vào sự phát triển của hai địa phương và hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đồng chí phó bí thư tỉnh ủy đề nghị hai thị xã tăng cường phối hợp trao đổi thông tin làm tốt công tác quy hoạch cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng của mỗi địa phương tăng cường công tác phối hợp hỗ trợ lẫn nhau đẩy mạnh phát triển kinh tế đặc biệt là việc kêu gọi đầu tư phát triển các khu công nghiệp sát càng biển các ngành công nghiệp chế biến chế tạo công nghiệp năng lượng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp để thu hút đầu tư vào khu kinh tế nghi sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã hoàng mai trong đó chú trọng phát triển logistics vận tải, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa bằng container từ tỉnh Nghệ An xuất qua cảng Nghi Sơn đến các doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, đề nghị hai địa phương tăng cường liên kết hợp tác trong phát triển đào tạo, nhất là nguồn lực có chất lượng cao gắn với nhu cầu của các doanh nghiệp tại khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Hoàng Mai. Đồng thời, thực hiện tốt công tác phối hợp trong đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị đồng chí đề nghị các cơ quan đảng chính quyền mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội của hai thị xã trao đổi thông tin kinh nghiệm công tác xây dựng đảng học tập lẫn nhau nhất là các mô hình cách làm hay trong xây dựng đảng của thị xã hoàng mai như kết nạp ngư dân vào đảng tham gia sinh hoạt đảng khi đánh bắt thủy sản trên biển công tác kết nạp đảng viên mới đối với học sinh sinh viên thanh niên chuẩn bị nhập ngũ trên địa bàn thị xã nghi sơn đồng chí phó bí thư tỉnh ủy thanh hóa đề nghị sau hội nghị hai địa phương tổ chức quán triệt triển khai đến cán bộ đảng viên một cách đồng bộ nghiêm túc nội dung của lễ ký kết thỏa thuận hợp tác từ đó chuyển hóa thành hành động góp phần đưa hai địa phương phát triển lên một tầm cao mới qua làm việc thảo luận ban thường vụ thị ủy nghi sơn và ban thường vụ thị ủy hoàng mai thống nhất ký thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị giữa thị xã nghi sơn và thị xã Hoàng Mai đến năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 25 tháng 3, thị ủy Nghi Sơn tổ chức hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp và công tác tôn giáo quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2024. Đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực thị ủy Trưởng ban chỉ đạo công tác tôn giáo thị xã chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có các đồng chí trong ban thường vụ thị ủy, các đồng chí là thành viên ban chỉ đạo tôn giáo thị xã, thủ trưởng các ngành khối nội chính và các đơn vị liên quan. Quý 1 năm 2024, ban thường vụ thị ủy đã lãnh đạo chỉ đạo tổ chức phổ biến quán triệt, ban hành các văn bản để lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả đối với công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp cấp ủy các cấp đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc đối với công tác phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, đạt kết quả tích cực. Các ngành khối nội chính đã tích cực tham mưu cho Thường trực Thị ủy, chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội. Chất lượng điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan bảo vệ pháp luật ngày càng nâng cao. Ban Chỉ huy quân sự thị xã tổ chức bàn giao 176 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, 22 dân quân thường trực hoàn thành nhiệm vụ về xã phường, bàn giao 213 thanh niên nhập ngũ về các đơn vị trong quân đội, công an, đảm bảo 100% chỉ tiêu giao. Tổ chức lễ gia nhận quân huấn luyện và thực hành huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, di chuyển đơn vị vào khu căn cứ chiến đấu, bảo đảm an toàn. Công an thị xã đã khởi tố điều tra 44 vụ 91 bị can, bắt một đối tượng có lệnh truy nã, tuần tra kiểm soát an toàn giao thông, tiếp nhận, và xử phạt nguội từ hình ảnh trích xuất hệ thống camera, đảm bảo an ninh trật tự, 2897 trường hợp, mức phạt 4,7 tỷ đồng. Đồn biên phòng Hải Hòa, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Nghi Sơn duy trì nghiêm quy trình thủ tục biên phòng, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông tại các bến tàu, bến phà. Kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu cảng. Hoạt động của các cơ quan tư pháp được thực hiện đảm bảo đúng pháp luật, không để xảy ra án oan sai và bỏ lọt tội phạm công tác tiếp dân được các cơ quan hành chính trên địa bàn duy trì thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng được cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đồng bộ công tác phối hợp trong hoạt động quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng được duy trì thường xuyên nghiêm túc công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng được triển khai tích cực gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng đơn vị công tác cải cách tư pháp được tăng cường chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp được nâng lên công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và những vụ việc phức tạp được quan tâm, góp phần giữ vững ổn định về chính trị và an ninh trật tự trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp quý I năm 2024 và đề xuất các giải pháp để làm tốt kế hoạch đề ra trong quý II năm 2024. Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực thị ủy, Trường ban chỉ đạo công tác tôn giáo thị xã, đánh giá cao ý kiến tham gia phát biểu của các đại biểu, đặc biệt là những vấn đề các đại biểu phân tích, đánh giá và đề ra cần phải được quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong quý 2 năm 2024. Để công tác nội chính phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp và công tác quản lý các hoạt động tôn giáo trên địa bàn đạt được kết quả tốt, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, và phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực thị ủy đề nghị các đại biểu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau. Thì một là các ngành lực lượng chức năng mà trực tiếp là công an thị xã, ban chỉ huy quân sự thị xã, các đơn vị biên phòng rồi là hải đội 2 thì tiếp tục phải phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với cấp ủy chính quyền các xã phường để thường xuyên nắm chắc tình hình phát hiện sớm và xử lý kịp thời dứt điểm các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự không để thành phát sinh thành điểm nóng và triển khai kịp thời các biện pháp đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội và nhất là ở những địa bàn trọng điểm và có nhiều dự án đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng và để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống. Thứ hai là ủy ban dân thị xã chỉ đạo hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật, rồi là hội luật gia uh, chi nhánh pháp lý số 3 và các xã phường tiếp tục phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành. À, của cán bộ đảng viên và nhân dân và đặc biệt cần phải quan tâm đến công tác tiếp dân đối thoại trực tiếp với dân giải quyết có hiệu quả các khiếu nại kiến nghị phản ánh của công dân và tập trung để chỉ đạo giải quyết rất điểm các vụ việc tồn động kéo dài theo chỉ đạo của thường trực tỉnh ủy thứ ba là ủy ban dân thị xã À, tiếp tục chỉ đạo các phòng ban, các ngành, ủy ban dân các xã phường thực hiện công khai minh bạch về thủ tục hành chính và giải quyết kịp thời đúng quy định cho tổ chức và công dân. Trong đó cần phải tập trung ra soát để chỉ đạo giải quyết kịp thời những đơn thư phản ánh kiến nghị mà còn tồn động từ những năm trước chuyển sang quý 1 năm 2024 tăng cường công tác thanh tra kiểm tra và xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và thực hiện tốt cái công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng nội à, dung thứ tư là trên cơ sở kế hoạch số 204 ngày 16 tháng 2 năm 2024 của Ban thường vụ Thị ủy về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2024. đề nghị Ủy ban dân thị xã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị và các xã phường chủ động để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở cơ quan, đơn vị mình và tiếp tục thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiêu cực, công khai minh bạch hoạt động của cơ quan, đơn vị và kịp thời ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng tiêu cực nếu có. Đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng ban chỉ đạo công tác tôn giáo thị xã, đề nghị ngành công an, viện kiểm sát, tòa án nhân dân thị xã tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, công tác cải cách tư pháp, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, nhất là những vụ án vụ việc tồn đọng kéo dài và có tính giáo dục gian đe để phòng ngừa chung. Đồng chí đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã, ban chỉ đạo thi hành án dân sự thị xã tiếp tục chỉ đạo và thực hiện kịp thời hiệu quả các nhiệm vụ và giải quyết các vụ án, vụ việc đủ điều kiện và nhất là triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại công văn số 1495 ngày 11 tháng 3 năm 2024 về việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo tổ chức thi hành rất điểm các bản án hành chính còn tồn động, đẩy nhanh tiến độ thi hành án, về số tiền tại các vụ án kinh tế, kinh doanh thương mại để phối hợp xử lý kịp thời đúng quy định. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hiện luật dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân trong việc giám sát cán bộ công chức và các cơ quan, tổ chức, đơn vị để phát hiện, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực. Về công tác tôn giáo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực thị ủy đề nghị cấp ủy chính quyền các ban ngành đoàn thể từ thị xã đến cơ sở, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, cho cán bộ đảng viên, nhân dân, các chức sắc chức việc, các tín đồ tôn giáo để người dân biết thực hiện đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hỷ Yến, tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ hai năm nhiệm kỳ 2024-2029. Tới sự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thủy ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghi Sơn, đồng chí Lê Thị Kim Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã, đại diện Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị thị xã, các đồng chí nguyên lãnh đạo xã Hải Yến qua các thời kỳ và 78 đại biểu chính thức về dự đại hội. Nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hải Yến đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Nội dung và các phương thức hoạt động được đổi mới thể hiện rõ hơn tính chất liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức, trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Nhiệm vụ giám sát phản biện xã hội đã được triển khai hiệu quả bước đầu được nhân dân ghi nhận. Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hải Yến đã tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đài đoàn kết dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng phong trào, toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh. Nhiệm kỳ qua, đã có 6 trên 6 khu dân cư đạt tiêu chí văn hóa, có 85% gia đình đạt gia đình văn hóa. Thực hiện cuộc vận động ngày vì người nghèo, phát động quyên góp xây dựng quỹ với số tiền hơn 46 triệu đồng, thăm hỏi các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, trẻ em mồ côi. Kêu gọi ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 với số tiền 150 triệu đồng. Vận động hỗ trợ các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh miền Trung bị lũ lụt với số tiền hơn 270 triệu đồng. Thực hiện dân chủ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng chính quyền trong sạch vững mạnh, tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế trong phương thức tổ chức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã khóa 24, nhiệm kỳ 2019-2024, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hải Yến khóa 25, nhiệm kỳ 2024-2029. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Dân vận Thủy Ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thị xã Nghi Sơn, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà mặt trận tổ quốc xã hải yến đạt được trong nhiệm kỳ qua về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đồng chí đề nghị ủy ban mặt trận tổ quốc xã hải yến tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân và sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân về vị trí vai trò chức năng nhiệm vụ của mặt trận tổ quốc việt nam trong giai đoạn mới quan tâm thực hiện tốt vai trò chức năng của mặt trận tổ quốc trong giai đoạn hiện nay vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng đảng xây dựng chính quyền hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh nâng cao chất lượng của ban thanh tra nhân dân ban giám sát đầu tư cộng đồng xây dựng và củng cố các tổ hòa giải ở cơ sở thực hành dân chủ giảm thiểu mâu thuẫn tranh chấp từ cơ sở tổ chức tốt các hoạt động đối thoại và giải quyết các kiến nghị sau đối thoại hiệu quả kịp thời sâu sát nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân tiếp tục phát động triển khai sâu rộng động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua sáng tạo thực hiện hiệu quả các cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong phát triển kinh tế tiếp tục vận động chăm lo cho người nghèo các đối tượng chính sách người có công thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh gắn với giám sát cán bộ đảng viên và sự nêu gương tập trung nêu cao đội ngũ cán bộ quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ để đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ trong tình hình mới. Với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, đại hội đã hiệp thương cử 32 đại biểu vào ủy viên ban mặt trận tổ quốc xã Hải Yến khóa 20, nhiệm kỳ 2024-2029. Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 3 tại trạm y tế phường Xuân Lâm Thị đoàn Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã phối hợp với bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn tổ chức ngày hội "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng năm 2024" chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931 26 tháng 3 năm 2024. Sự ngày hội có đồng chí Trần Thị Ngọc Ánh, Ủy viên Ban chấp hành tỉnh đoàn, Bí thư thị đoàn Nghi Sơn, đại diện cấp ủy chính quyền phường Xuân Lâm các đồng chí y bác sĩ là đoàn viên thanh niên bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn và đông đảo người dân trên địa bàn phường. Tại chương trình, cán bộ y bác sĩ là đoàn viên thanh niên của bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn đã khám các bệnh liên quan đến đường hô hấp, huyết áp, tim mạch, các bệnh về mắt, xương khớp như siêu âm ổ bụng tổng quát, điện tâm đồ, nội soi tai mũi họng, đo thị lực, soi mắt, xét nghiệm nước tiểu 10 thông số và phát thuốc miễn phí cho 350 lượt người cao tuổi và gia đình chính sách trên địa bàn phường Xuân Lâm, đồng thời tuyên truyền về các bệnh lý mãn tính, tư vấn chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, góp phần nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời bác, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng năm 2024 nhằm tiếp tục cụ thể hóa các nội dung và thực hiện phong trào của tổ chức đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam với các hoạt động an sinh vì xã hội, đồng thời tăng cường đoàn kết tập hợp lực lượng thầy thuốc trẻ trong các hoạt động tại cộng đồng, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nhân dịp này, Thị đoàn Nghi Sơn đã trao 5 xuất quà cho 5 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường, mỗi suất trị giá 500.000 đồng tiền mặt và một phần quà. Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 3, tại công sở Ủy ban dân phường Ban chấp hành đoàn phường Mai Lâm tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới đợt 1 năm 2024 và tòa đàm kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2024. Dự buổi lễ, có đại diện đảng ủy, các tổ chức chính trị phường, hiệu trưởng trường trung học cơ sở, các đồng chí trong ban chấp hành đoàn phường và các thanh niên được kết nạp đoàn. Tại buổi lễ, ban chấp hành đoàn phường đã tổ chức tòa đàm kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2024 và tổ chức kết nạp đoàn cho 66 đội viên trường Trung học cơ sở Mai Lâm. Đây là những đội viên ưu tú, đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện. Buổi lễ được tổ chức trong không khí trang nghiêm, long trọng, đúng quy trình và hướng dẫn thực hiện điều lệ đoàn. Vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đoàn viên trường Trung học cơ sở Mai Lâm, nguyện hứa sẽ luôn cố gắng phấn đấu học tập tốt, tu dưỡng phẩm chất đạo đức theo gương Bác Hồ vĩ đại, noi gương cha anh trên con đường xây dựng và bảo vệ quê hương. Lễ kết nạp đoàn viên mới là hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thanh niên, góp phần xây dựng tổ chức đoàn phát triển ngày càng vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 24 tháng 3, Tại sân cỏ nhân tạo Nam Hưng, đoàn thanh niên phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên phường Hải Hòa tổ chức bế mạc giải bóng đá thanh niên phường Hải Hòa lần thứ hai năm 2024. Tới dự có đại diện lãnh đạo Đảng ủy chính quyền phường Hải Hòa và các nhà tài trợ. Tham gia giải đấu có 13 đội bóng đến từ 13 tiểu khu tổ dân phố trên địa bàn phường là tiểu khu 1, tiểu khu 2, tiểu khu 3, tiểu khu 5, tiểu khu 6, tổ dân phố Xuân Hòa, Trung Chính, Tân Hòa, Tiền Phong, Vinh Tiến. Nhân Hưng, Giang Sơn và Đông Hải. Theo thể thức thi đấu của giải, 13 đội bóng được chia làm 3 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn ra 8 đội có thành tích cao ở các bảng vào thi đấu tứ kết, bán kết và cuối cùng là trận chung kết. Giải đấu diễn ra từ ngày mùng 2 tháng 3 năm 2024 đến ngày 24 tháng 3 năm 2024 với tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, đoàn kết các vận động viên đã công hiến cho khán giả những pha bóng đẹp, đường bóng hay, điều luyện, ghi bàn đẹp mắt, đầy kịch tính, thu hút đông đảo, cổ động viên tham gia cổ vũ. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức trao giải nhất cho đội bóng tiểu khu 3, giải nhì cho đội bóng tổ dân phố Giang Sơn, đồng giải 3 cho tổ dân phố Đông Hải và tiểu khu 5. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao giải cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng và thủ môn xuất sắc nhất mùa giải. Để góp phần tạo nên sự thành công trong mùa giải là sự ủng hộ về mặt vật chất và tinh thần của các nhà tài trợ. Đại diện nhà tài trợ chính cho giải bóng đá thanh niên Phường Hải Hòa lần thứ hai năm 2024, ông Mai Huy Tài, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ xây dựng tài phát cho biết. Chúng tôi đã đồng hành cùng với giải bóng đá thanh niên Phường Hải Hòa được 20 giải. Chúng tôi nhận thấy rằng chất lượng của các giải đấu đã được nâng cao cùng với chất lượng của các cầu thủ đã được đẩy lên rất cao rất nhiều đã thỏa mãn được lòng mong mỏi của người hâm mộ cùng với các đơn vị đồng hành cùng giải đấu tôi mong rằng giải đấu này sẽ được diễn ra thường niên hàng năm trên phường Hải Hòa để góp phần gắn kết tinh thần đoàn kết của thanh niên phường Hải Hòa tạo sân chơi lành mạnh rèn luyện sức khỏe cho đoàn viên thanh niên phường Hải Hòa với cương vị là nhà tài trợ chúng tôi sẽ cố gắng hết hết sức mình để gắn bó với đoàn phường Hải Hòa để những năm sau có thể tạo ra được mùa giải tốt hơn. Giải đấu là dịp để các cầu thủ gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết. qua đó đẩy mạnh hơn nữa phong trào vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bác Hồ Vĩ Đại, khỏe để lao động, xây dựng quê hương Nghi Sơn ngày càng phát triển giàu mạnh. Đây là giải đấu lập thành tích hướng tới chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Phường Hải Hòa, nhiệm kỳ 2024-2029. Ngày 24 tháng 3, tức ngày 15 tháng 2 năm Giáp Thìn, Cán bộ và nhân dân tổ dân phố dự quần phường Xuân Lâm tổ chức lễ hội Đình Làng Dừa năm 2024. Về dự lễ hội có lãnh đạo cấp ủy chính quyền phường Xuân Lâm cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Theo sử sách ghi lại, làng Dự Quần, tên nôm là làng Dừa, thuộc tổng Tuần La, huyện Ngọc Sơn, phủ Tĩnh Gia. Trải qua thời gian, các thế hệ cư dân làng Dừa đã đoàn kết đồng lòng xây dựng quê hương ngày một phát triển. Người làng Dừa còn rất hiếu học và học hành thành đạt, xây dựng một cộng đồng dân cư giàu bản sắc văn hóa. Trong đó minh chứng sinh động nhất là đình làng dừa được xây dựng vào nửa cuối thế kỷ 18. Đây là nơi các vị chức sắc và dân làng hội họp bàn việc trong làng ngoại xã, đồng thời cũng là nơi linh thiêng thờ các vị phúc thần, nhân thần có công với dân với nước, đưa các triều đại sắc phong. Từ năm 1923 đến năm 1963, đình làng được chọn làm địa điểm dạy học, khai trí cho dân. Nhiều con em của làng đã tiền phong trong việc học và truyền bá chữ quốc ngữ và chính họ đã trở thành người lãnh đạo danh chính quyền trong cách mạng tháng 8 năm 1945. Nơi đây còn là nơi diễn đưa nhiều con em đi kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, học hành thanh tài, là nguyên khí, là niềm tự hào của làng về vùng đất địa linh nhân kiệt. Trải qua nhiều biến thiên của lịch sử, ngôi đình có kiến trúc độc đáo, khang trang bề thế, thời bấy giờ không còn nữa. Thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 12 của Đảng về giữ gìn và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, trong đó trọng tâm là xây dựng làng văn hóa. Thể theo nguyện vọng của nhân dân và được sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự đóng góp của các nhà hảo tâm, năm 2023, nhân dân đã xây dựng lại hậu cung trên nền đất cũ. Lễ hội đình làng cũng được khôi phục lại từ đó. Lễ hội năm nay, ngoài phần lễ thể hiện tâm linh của nhân dân trong làng đối với thành hoàng làng, ban tổ chức lễ hội còn tổ chức các trò chơi dân gian như thi bơi thuyền, văn nghệ quần chúng, các hoạt động thể dục thể thao, qua đó tạo nên không khí vui tươi phấn khởi, thu hút đông đảo người dân trong và ngoài địa phương tham gia. Lễ hội Đình làng Dừa là một hình thức sinh hoạt văn hóa tâm linh, đáp ứng nhu cầu văn hóa tín ngưỡng của đông đảo nhân dân trong vùng. Lễ hội còn là dịp để người dân tổ dân phố sự quần ngày nay bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ về tiên tổ, cội nguồn, người có công với dân, với nước và sáng lập ra làng. Đồng thời nguyện cùng nhau giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa làng quê, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Thưa quý vị và các bạn, với việc tập trung nguồn lực đầu tư, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng đã không chỉ mang đến diện mạo khang trang, hiện đại mà còn thúc đẩy kinh tế xã hội của thị xã Nghi Sơn phát triển, tương xứng với tầm vóc của một đô thị, đóng vai trò là một cực tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Đến thời điểm này, hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn thị xã ngày càng đồng bộ, hiện đại, tỷ lệ đô thị hóa đạt 80%. Từ năm 2020 đến tháng 2 năm 2024, thị xã Nghi Sơn đã huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị được 2.350 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và của tỉnh để đầu tư các dự án như xây dựng tuyến đường từ quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn, đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước chống ngập úng tại phường Mai Lâm, đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông trục chính phía Tây, đầu tư xây dựng tuyến đường Đông Tây 1 kéo dài, nạo vét và kè lát canh cầu trắng, sông canh than, xây dựng các khu tái định cư thuộc dự án phát triển đô thị động lực, nguồn vốn từ Ngân hàng Thế giới, giai đoạn 1. Đường giao thông từ vườn Hải Hòa, Bình Minh, theo hình thức PPP do công ty xây dựng VNC làm chủ đầu tư. Thị xã Nghi Sơn cũng huy động mọi nguồn lực từ nguồn ngân sách địa phương đầu tư thực hiện 295 dự án, đầu tư công với giá trị 2.050 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, Thị xã đã và đang đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng quốc lộ 1A từ phường Ninh Hải đến cầu Ghép, xây dựng hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường tại 15 phường xã, dự án tuyến đường CC3, BB3 khu du lịch Hải Hòa, dự án đầu tư xây dựng công sở phường Hải Nhân, công sở phường Bình Minh, đề án xây dựng sửa chữa các nhà văn hóa tại các khối phố, các thôn. Xây dựng trường chuẩn quốc gia. Ngoài ra thị xã Nghi Sơn tích cực kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng các khu du lịch sinh thái ven biển với tổng nguồn vốn 1.050 tỷ đồng. Tiêu biểu như dự án khu du lịch sinh thái Tân Tân, tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Hải Hòa, dự án khu du lịch sinh thái cao cấp biển Hải Ninh, các hạng mục công trình thuộc dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng resort ven biển phường Hải An. Trên địa bàn thị xã hiện có các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới đã và đang được triển khai thực hiện với giá trị thực hiện đạt 230 tỷ đồng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án. Thị xã tích cực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư theo tiến độ đã cam kết. Cùng với đó, thị xã tích cực phối hợp với ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, ủy ban dân các xã, phường tập trung quản lý quy hoạch các phân khu đô thị, phân khu chức năng, quy hoạch chung điều chỉnh mở rộng khu kinh tế Nghi Sơn theo nghị quyết 1699 QDTTG ngày 7 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, thị xã Nghi Sơn đang tích cực phối hợp với ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, chuẩn bị tốt các dự án để tranh thủ nguồn vốn của trung ương, của tỉnh, vốn đầu tư FDI. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng. Cùng với đó, thị xã tập trung giải quyết dứt điểm những tồn động, vướng mắc để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư, thu hồi đất, bàn giao mặt bằng sạch cho các chủ đầu tư thực hiện các dự án trọng tâm là các dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội sử dụng vốn ngân sách nhà nước và các dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại sử dụng nhiều lao động. Ngoài ra, thị xã nghi sơn tích cực huy động và lồng ghép các nguồn vốn tập trung đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa phục vụ nhu cầu của người dân. Thông báo thứ Bảy ngày 30 tháng 3 năm 2024, tại phòng khám Thiên Đức, mời tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Anh Giang, phó giám đốc trung tâm tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai, chuyên gia trong lĩnh vực khám và điều trị các bệnh về đường tiêu hóa. Bác sĩ sẽ trực tiếp khám, tư vấn và điều trị. Nội soi không đau, không khó chịu, nhờ phương pháp tiền mê giúp người bệnh đi vào giấc ngủ êm dịu. Khi tỉnh dậy là quá trình nội soi kết thúc, không hề đau đớn khó chịu. Nội soi công nghệ cao với công nghệ LCI, BLI, NBI nâng cao hiệu quả chẩn đoán polyp, loét, u dưới niêm mạc và đặc biệt là có thể phát hiện sớm ung thư đường tiêu hóa. Quá trình nội soi sạch, an toàn với số lượng dây soi nhiều và quy trình khử khuẩn dây soi chuẩn giúp hạn chế quá trình lây bệnh trong nội soi. Được ngũ bác sĩ giỏi trực tiếp thăm khám và thực hiện nội soi. Dịch vụ y tế tận tâm, chuyên nghiệp, thủ tục nhanh chóng, tiết kiệm chi phí. Khách hàng có nhu cầu kiểm tra dạ dày, đại trực tràng, xin mời đến phòng khám để đăng ký thăm khám, làm các xét nghiệm và các thủ tục cần thiết trước ngày soi để đảm bảo an toàn. Địa chỉ: Phòng khám Đa khoa Thiên Đức, Tổ dân phố Xuân Hòa, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa. Số điện thoại liên hệ: 0983 185 231. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất, Cao Văn Lâm, biên tập Văn Tuấn, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng, Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.